rút bao nhiêu cái gì? Hãy comment lên có phải góc đường Nguyễn Đình Chiểu lại Trương Định. Ngày xưa là Phan Đình Phùng với Trương Định chuyển hướng về chợ Bàn Cờ, Sài Gòn sáng ngày 25 tháng 5 2018. Trời Sài Gòn đang nắng, nhiệt độ 28 độ C. Ngã tư phía trước là cắt ngang là đường Bà Huyện Thanh Quang. Vừa phải là về chùa Xá Lợi. Bên trái là về tâm đàn. Bên phải là công viên tưởng niệm cố hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 phản đối chính sách đàn áp của Ngô Đình Diệm. Đây góc đường Phan Phùng với Lê Văn Việt, bây giờ là Nguyễn Đình Chiểu với Tạng Tám. Vì thấy hôm nay mưa cả tháng rồi nên là mấy cây bằng lăng nó ra lá xanh đẹp thì nở bông tím đó. Phải là trường Rạng Đông. Rồi ngã tư phía trước đây là cái đường Cao Thắng cái gì? Quẹo phải là ra Phan Giảng, quẹo trái là ra rạp Cao Thắng, ra đường Hồng Tập Tự đó.
phải tiếp tục là đường Nguyễn Đình Chiểu. Hướng về Lý Thái Tổ. Đi thẳng là qua trường Berezovsky Lê Hồng Phong đó. Một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn đó, nhờ cái hàng cây dầu bên phải gì thấy thẳng tắp cổ thụ đó, nó đều nhau. Nhờ bên tay trái là hàng cây sao. Và ngày xưa có đường dây xe lửa bên trái gì chánh quận một cái gì theo dương này nó về xa cảng miền Tây, nó đi Mỹ Tho. Bên tay trái là đường Trần Bình Trọng, bên phải là vô chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Đây thì thấy xe ta chở hộp cơm với lại ly giấy đi bỏ mối, chở không có thấy người điều khiển xe. Mời quý vị ngồi sau lưng Hải Công Minh vô chợ chung cư Ngô Gia Tự. Thấy cuộc sống Sài Gòn mỗi ngày.
một vòng chợ chung cư bên bạn ngày xưa ấy. Rồi, chúc quý vị ngày mới tốt lành, vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, may mắn nha. Thank you. Hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.